Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được bề trên ban cho lộc lớn, tránh họa đắc phúc, làm ăn trúng lớn, công danh sự nghiệp như ý, nhiều vận may bất ngờ ập đến đổi đời như ý. Tiên tri chấn động, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, được cát tinh soi chiếu, bỗng trúng số cực đậm, mang túi ba gang mang đi đựng tiền, đổi đời giàu như vũ bão. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang hạnh phúc và an bình là ba thứ mà ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau, khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như muối bỏ bể. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời, thì trong số 12 con giáp, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, chính là con giáp có vận số biến động lớn nhất, khôn lường ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời, thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo vận trình của bản mệnh có những điểm sáng bất ngờ, do được thần Phật phù trợ, là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả. Đặc biệt là trong tháng 1 âm lịch tới đây, vận trình của tín chủ sẽ như cá gặp nước, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, ăn Tết to nhất làng. Vậy vận trình tử vi chi tiết của anh chị tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 1 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, cơ may nào sẽ đến với bản mệnh trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý anh chị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý vị thân mến, con người ta khi càng lớn tuổi thì những ham muốn trong cuộc sống càng nên ít đi. Suốt nhiều năm nỗ lực cố gắng chạy theo những giá trị khác nhau, tuổi trung niên là thời điểm bạn nên sống tối giản, nghĩ ít hơn, bớt đi các ham muốn, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Tích cực chính là điều người ở trung niên nên làm, đặc biệt, những người trên 60 tuổi càng nên cố gắng thực hiện 6 không dưới đây. 1. Không theo đuổi của cải vật chất. Càng có tuổi chúng ta càng nên quan tâm tới đời sống tinh thần, sức khỏe chứ không phải của cải vật chất. Chúng ta đã nỗ lực suốt những năm tháng tuổi trẻ, nên đã đến lúc nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bình yên, không chạy theo đồng tiền là cách đảm bảo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của bạn. Khi nghĩ về vật chất quá nhiều, bạn sẽ trải qua rất nhiều cảm xúc như lo lắng, bất an, căng thẳng, thất vọng. Vì thế sức khỏe của bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thay vào đó, hãy kiếm tiền vừa đủ, dành thời gian cho gia đình và bản thân, đây mới là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người. 2. Không lạm dụng thể lực và năng lượng. Nhiều người dù đã có tuổi vẫn lao động quá sức dẫn đến sức khỏe suy giảm, gây ra không ít bệnh tật, duy trì cường độ làm việc vừa phải, có thời lượng vận động và nghỉ ngơi thích hợp, đạt trạng thái cân bằng giữa thể chất và tinh thần là lời khuyên dành cho bạn. Người có sức khỏe tốt cần trân trọng điều đó. Người hay ngã bệnh phải bồi bổ sức khỏe, tránh làm việc tới mức kiệt sức. Có như vậy, sức khỏe và tuổi thọ của bạn mới được đảm bảo. 3. Không sa lầy vào lo lắng và muộn phiền quá mức. Cách nhanh nhất để hủy hoại sức khỏe của bản thân là những suy nghĩ độc hại,
con người cần sống tích cực để tinh thần đạt trạng thái ổn định và cơ thể luôn khỏe khoắn. Những lo lắng, suy tư muộn phiền và suy nghĩ tiêu cực dễ khiến bạn trở nên suy sụp, mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài sẽ không có lợi chút nào. Vì thế, người ở tuổi trung niên cần biết cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những lo toan không đáng có. Điều này sẽ giúp tâm trí thanh thản, sống thoải mái hơn. 4. Không cần cố gắng mở rộng mối quan hệ xã hội. Sau nhiều năm sống và làm việc, chắc chắn ở tuổi trung niên xế chiều chúng ta đều biết rõ bản chất con người xung quanh. Vì thế, khi đã có tuổi bạn không nhất thiết phải mở rộng mối quan hệ xã hội, cố thân thiết với ai đó, cố kết giao với người khác, nếu họ là người xấu xa bạn sẽ tự rước sự mệt mỏi và thất vọng vào mình. Thay vì thế, chất lượng các mối quan hệ mình đang có mới là điều cần thiết, bạn hãy giao tiếp, gặp gỡ những người cùng chí hướng, đối xử thật lòng với mình và giữ gìn mối quan hệ ấy thật bền chặt. 5. Không quá để ý đến đánh giá của người khác. Trong cuộc sống không thiếu những lời bàn tán khiếm nhã về bạn, nếu như bạn cứ quan tâm tới tất cả những lời này, chắc chắn rất khó sống vui vẻ. Hãy nhớ rằng cuộc đời do bạn làm chủ, sống ra sao cũng do bạn quyết định, hãy sống theo cách của riêng mình, miễn là không phải hổ thẹn với bản thân. Ở tuổi trung niên, bạn nên kiên định với ý kiến suy nghĩ của mình. Mỗi người chúng ta đều cần tự tin để trở thành những người có giá trị, biết yêu thương và tôn trọng chính mình. 6. Không bỏ bê chính mình. Mỗi người đều có những áp lực và khó khăn trong cuộc sống, nhưng cách chúng ta đối mặt với nó mới là thứ đáng nói. Dù cuộc sống có biến chuyển ra sao, bạn cũng không được bỏ bê chính mình. Hãy chọn sống một cuộc đời yên bình, duy trì sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn và trải qua những điều thú vị nhất trong cuộc đời. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Hãy biết yêu thương mình quý vị nhé. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Người tuổi Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao thoát khỏi vùng an toàn, khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn là một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng tính cách người tuổi Ngọ ra sao, bởi người tuổi Ngọ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Tuổi này linh hoạt, chịu thương chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục, cho nên tính cách người tuổi Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù tuổi này không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết, mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời, tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi Ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Tuổi Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân, một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi Ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi Ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc, nhưng lại rất nhạy bén biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, khi làm việc họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Tuổi Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng trong bảng 12 con giáp. Hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách người tuổi Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt, đây là tính cách tiêu biểu của người tuổi Ngọ. Họ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập, cả thể chất lẫn tinh thần và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình. Họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành, nhưng linh hoạt điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Tuổi Ngọ đa tài, hãy cứ thử giao cho người tuổi Ngọ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Người tuổi này phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Người tuổi Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách người tuổi Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà người tuổi Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Độc lập, yêu tự do, ưa khám phá, chắc chắn rồi.
Người sinh năm Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ. Vì vậy, xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này, bản năng lãng tự thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Người tuổi Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo và không hoạt động sẽ khiến họ buồn chân, bứt rứt. Tính cách người tuổi Ngọ coi trọng chữ tín, tuổi Ngọ luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, với cương vị một người tiên phong. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng, vận khí của người tuổi Mậu Ngọ trong tháng đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024 khá lý tưởng, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, tin vui tới tấp, có quý nhân tam hợp nâng đỡ, quý nhân vận của những chú ngựa trong tháng rất vượng, làm việc gì cũng có người trợ giúp, chỉ dẫn tận tình, tìm được bước ngoặt trong tình thế nguy cấp. Nếu nhân lúc này, bản mệnh có thể chớp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh, cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Địa chi bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, do đó, bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau. Nhờ vậy, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn, tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài trong tháng riêng, bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình. Về tình cảm, tháng này đào hoa khoe sắc rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân, tình cảm thăng hoa. Bạn có thể gặp gỡ đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình, có người còn đón tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên, bạn vẫn chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Mậu Ngọ âm lịch về sự nghiệp, cục diện tam hợp xuất hiện hứa hẹn vận trình công danh của người tuổi này rất thuận lợi, gặt hái thành quả tốt đẹp, quý nhân vận khá vượng. Những chú ngựa có thể yên tâm tận hưởng một tháng đầu năm làm gì cũng thông thuận, luôn có người bên cạnh đỡ đần, chỉ dẫn đường đi nước bước, dù đương đầu với khó khăn cũng sớm tìm được lối thoát. Lại thêm chính quan tương trợ, đường quan lộ của mệnh chủ đang rất rộng mở, bạn làm việc đến nơi đến chốn, có trách nhiệm với mọi việc nên được đồng nghiệp xung quanh tín nhiệm, cấp trên hài lòng. Nếu nhân lúc này bản mệnh có thể chớp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Hơn nữa, mùa xuân là thời điểm dương khí thịnh, khí thế bừng bừng, thích hợp động hơn tĩnh, do đó, bản mệnh có thể cân nhắc triển khai các dự án, kế hoạch mới mang tính dài lâu ngày ở thời gian cát khí lan tràn này, cũng rất thích hợp, tỷ lệ thành công khá cao. Trong quá trình thực hiện đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chông gai, sóng gió, trở lực luật pháp, song đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công để thử thách và tôi luyện bạn. Người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ là người nếm được quả ngọt, càng xông xáo chủ động, không quản ngại khó khăn hay vất vả, thì những chú ngựa càng dễ gặt hái thành quả ngọt ngào. Còn nếu cứ sợ bóng, sợ gió, chấp nhận an phận, không dám bứt phá thì bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ, có một cuộc sống thường thường bậc trung mà thôi. Xét phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 1 âm lịch. Tử vi năm 2024 âm lịch nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ cũng khởi sắc trông thấy. Chính tài trong tháng khá vượng là điềm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng đầu năm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Địa chi lâm bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, ký kết. Do đó, bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm. Vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau ngay trong tháng này. Tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào. Tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài trong tháng đầu năm mới.
bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình như lễ hội, giỗ chạp, cưới xin. Càng sớm học được cách quản lý tài chính tốt, bạn càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình. Bởi đó vừa là tiết kiệm cho tương lai, vừa là đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền. Vốn dĩ cơ hội phát tài thường không có quá nhiều, đừng tự tay khiến tài khí hao tổn. Theo phong thủy phi tinh, trong tháng này sao Bát Bạch chủ tài lộc cư ngụ ở phương Đông Bắc. Tại vị trí này, bạn không nên để đồ đạc, rác thải bừa bãi, bẩn thỉu kẻo tài lộc hao tán. Xét phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp xét về phương diện tình cảm, dần ngọ bán hợp, lại thêm nguyệt lệnh lâm mộc dục là điềm báo đào hoa khởi vượng. Đường tình duyên của tuổi Mậu Ngọ càng ngày càng rực rỡ, điều này đặc biệt tốt cho những người độc thân. Vận trình tình cảm thăng hoa, dù chưa có người thương thì bản mệnh cũng sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình, có người còn đón tin vui về con cái, hoặc trong nhà có hỷ sự, song người cầm tinh con ngựa cũng cần đề phòng bởi đào hoa quá vượng, có thể biến thành đào hoa dữ, hủy hoại tình cảm lứa đôi trong phút chốc bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Các cặp đôi cần phải tự biết cách tạo cảm giác an toàn cho đối phương, tự giữ khoảng cách phù hợp và hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao với người khác phái để tránh những hiểu lầm phiền phức và rắc rối. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 1 âm lịch. Trong tháng Bính Dần năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thể chất của người tuổi Mậu Ngọ khá ổn định, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bạch Hổ hung tinh mang tới điềm báo thương tật, tai nạn do tác động bên ngoài cho những chú ngựa, hung thần này nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao, đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hoặc gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt, bạn nên tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, hạn chế đi sớm về khuya hay lui tới những nơi hoang vắng khi chỉ có một mình hay ít người. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng ham hố công việc tới mức quên ăn, quên ngủ, khiến sức đề kháng giảm sút, tạo điều kiện tốt cho bệnh tật hoành hành. Tháng này, nhị hắc chủ bệnh tật ốm đau bay về cung Tây Nam, hung tính phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình. Do đó, khu vực này trong nhà cần chú ý sắp xếp, bài trí đồ đạc gọn gàng, di chuyển các đồ vật kích thước lớn hoặc có chứa từ trường nhiễu loạn như tivi, tủ lạnh để hạn chế hung tính của nhị hắc. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, trong tuần đầu tiên của tháng 1 âm lịch, con giáp tuổi Mậu Ngọ may mắn có thiên đức cát tinh nâng đỡ, thời gian qua bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Mậu Ngọ là người có năng lực, lại điềm tĩnh nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh buôn bán thì có khách túc tắc đều đều. Giữa thời buổi khó khăn này hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không phải sợ mất lộc. Đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên, người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả nhờ chính tài và thực thần. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với Bính Ngọ. Hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Gia đình hòa thuận, êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tham công tiếc việc để dành thêm thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn, giúp tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Mậu Ngọ có một tuần khá may mắn với nhiều điềm báo tốt lành. Công việc càng về cuối tuần lại càng tốt đẹp, mọi chuyện suôn sẻ khiến bạn phần nào đỡ lo lắng, chính ấn soi đường, hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Đây là khoảng thời gian để bạn thể hiện năng lực bản thân và trở nên nổi bật, chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tài lộc của bản mệnh được thực thần che chở nên khá ổn định, không có nhiều bất trắc, tuy nhiên không nên liều lĩnh, bốc đồng, chuyên tâm vào công việc của mình để phát triển bền vững thì hơn. Chuyện tình cảm của bạn đang phát triển rất tốt đẹp, tình cảm được bồi đắp dần theo năm tháng bao giờ cũng bền chắc hơn những gì đến quá nhanh. Tình yêu là cảm xúc, đừng để cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi còn trẻ, chúng ta thường mong muốn tình yêu nồng nàn cháy bỏng, như ánh nắng mặt trời chói chang rực rỡ. Như năm tháng qua đi,
Những gì chúng ta cần chỉ là ánh trăng dịu dàng mà vẫn đủ sáng trong, chỉ lối soi đường cho ta giữa đêm tối mịt mù. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần 3 của người tuổi Mậu Ngọ nhận thấy, con giáp này gặp nhiều may mắn hơn bình thường, đường tài lộc sáng rõ, cả thiên tài và thực thần đều hỗ trợ. Hứa hẹn một tuần bội thu với người làm kinh doanh, các thần này sẽ giúp cho bản mệnh gặp được quý nhân, công việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ và thuận lợi. Vận trình sự nghiệp có phần tăng tiến rất tích cực, người tuổi Mậu Ngọ được chính ấn nâng đỡ, có lẽ khoảng thời gian tới bạn sẽ khá vất vả, nhưng bù lại thì cơ hội thăng quan tiến chức khá lớn. Thêm nữa, con giáp này cần phải chú ý đề phòng những rắc rối mà kẻ tiểu nhân thiên quan mang tới, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Vận trình tài lộc đầu tuần là lúc mà cát khí lên đến đỉnh điểm, chuyện làm ăn buôn bán của người làm kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Nếu bạn có ý định ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô kinh doanh, thì đây chính là thời điểm rất tốt, cát khí sẽ giúp cho khả năng thành công của tuổi Mậu Ngọ tăng lên gấp bội, người làm văn phòng có thêm nhiều nguồn thu nhập khác ngoài thu nhập chính. Đường tình duyên khá bình ổn, hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, quan tâm và chăm sóc cho nhau, song dường như còn thiếu chút lửa tình mãnh liệt để hai người yêu đương nồng nàn. Nếu có thể tạo cho đối phương thêm nhiều điều bất ngờ để đẩy nhanh mối quan hệ tăng tiến thì bạn đừng chần chừ nữa nhé. Xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, trong tuần cuối cùng của tháng 1 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ đón cát khí lan tràn. Nhờ đó mà gặp được không ít may mắn, đường công danh có quý nhân nâng đỡ, lại thêm ấn quan hợp sức mà giúp cho con giáp này đạt được những gì mình muốn. Nhưng con giáp này cũng đừng mừng vui quá vội, bởi ngũ quỷ tinh vẫn đang rình rập, nếu không cẩn thận sẽ bị tiểu nhân bày mưu tính kế mà cướp đoạt công lao. Vận trình công danh sự nghiệp cũng do đó mà thăng trầm bất định, đường tài lộc cực kỳ rực rỡ. Tuổi Mậu Ngọ được thực thần mang đến cho mình những cơ hội kiếm tiền hiếm có, thế nên con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Đường tình duyên cũng khá ổn định, các cặp đôi đã thấu hiểu rõ tâm tính của nhau, không có hiểu lầm gì ngáng trở giữa hai người, những chuyện đã qua lùi sâu vào quá khứ, chỉ còn tương lai tươi sáng phía trước. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Ngọ 1978 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Mậu Ngọ. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Ngọ nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, khá, Canh Dần 1950, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Thân 1980, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Tân Mùi 1991, khá, Mậu Dần 1998, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Bính Tuất 1946, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thìn 1964, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Giáp Thân 1944, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Ất Dậu 1945, xấu.
Bản mệnh tuổi Mậu Ngọ nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc,
hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện quả báo việc hành sự ác độc. Chuyện cũ kể lại rằng, như mọi ngày, một người nông dân ra thăm đồng để xem lúa của mình như thế nào, thì ông bắt gặp con bò của hàng xóm lạc vào ruộng nhà mình. Ông vô cùng tức giận khi thấy con bò đang ung dung gặm lúa và dẫm đạp hoa màu. Ông vô cùng tức giận và hét lên, tao khổ cực lắm mới trồng được ruộng lúa và hoa màu tươi tốt thế này mà mày dám sang đây ăn vụng hả? Mày sẽ phải trả giá đắt cho việc này đấy. Ông nông dân lại gần, rút chiếc dao đang mang theo bên người ra và nói, tao không muốn giết chết mày, nhưng vì đã ăn thóc lúa của tao, nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi mày còn dám ăn vụng phá hoại mùa màng của tao nữa không. Lúc này con bò trông hoảng loạn vì sợ hãi, nó cúi xuống tỏ vẻ ăn năn và mong tha lỗi, thế nhưng người nông dân độc ác không muốn nương tay. Sự nghèo khó dường như đã làm ông túng quẫn. Ông nắm sừng con bò, ghi nó xuống rồi dùng dao cắt cái đuôi. Con bò giống lên trong đau đớn vì phải trả giá cho việc mình đã gây ra. 10 năm sau, cuộc sống người nông dân nọ đã khá giả hơn. Ông cũng lập gia đình, vợ ông lần lượt sinh ra 3 đứa con, ai cũng kháu khỉnh, dễ thương, thế nhưng không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa các con chạy chữa khắp nơi, nhưng không ích gì, ông tới cả những thầy thuốc danh tiếng cầu cứu nhưng không một loại thuốc nào có thể giúp chúng nói được. Người nông dân lúc này mới nhớ ra ông đã từng ra tay tàn độc khi cắt lưỡi một con bò đực, ông ta hiểu rõ nguyên nhân đây là quả báo mà mình phải lãnh chịu ở hiện tại. Chính do nhân ác độc trước đây ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình. Bài học, có thể thấy con bò đã là đối tượng phạm lỗi trước, nhưng không nên vì cái sai của nó mà biện minh cho cái sai của người nông dân nghèo. Chính cái cách người nông dân hành xử, phản ứng lại sự việc mới là cách ông đã tự gây ra tội lỗi cho mình sau này. Câu chuyện quả báo việc hành sự ác độc khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng là lời nhắc nhở ta nhớ rằng cuộc sống rất công bằng. Nhân quả hoạt động độc lập, chính xác đến bất ngờ, chúng không tuân theo ý chí của bất cứ ai. Hầu hết chúng ta sống theo cảm xúc của mình mà không có ý thức hoặc cảnh giác về cách mình nói hay hành động. Vậy nên ta vô tình gieo rắc những rắc rối trắc trở cho người, nhưng cũng chính là cho mình mà không hề hay biết. Quả báo nhiều khi hiện hữu luôn trong kiếp này, chứ không phải kiếp sau. Vì thế đừng cho rằng hiện tại không phải chịu hậu quả do mình gây ra thì cứ kệ đi. Gần đây, chính diễn viên Nhật Kim Anh đã kể ra câu chuyện của bản thân mình để răn dạy người trẻ, khiến chúng ta không thể ngó lơ. Nhật Kim Anh sống trong căn nhà triệu đô, đi xe sang, nhưng cô cho biết cuộc sống hiện tại giàu có là thế nhưng lại thiếu vắng con mình. Cho dù trước đây cô cố gắng tranh giành quyền nuôi con với gia đình nhà chồng, nhưng cũng không ích gì. Sau này, cô mới nhớ ra rằng, lúc nhỏ cô cùng bạn mình hay đi bắt những con chim non trong tổ để mang về nuôi. Lúc đó chỉ vì thích những chú chim non, nên cô không nghĩ rằng bản thân đã chia lìa tình mẹ con của chúng. Vậy nên, hậu quả là cô đang phải gánh chịu cảnh xa con như hiện tại. Từ khi nhận ra lỗi lầm và nghiệp báo mình phải lãnh chịu, thì cô thôi không tranh giành con nữa, mà chấp nhận lâu lâu chồng cũ đưa con tới gặp cô để thỏa nỗi nhớ mong là được rồi. Cả hai câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta rằng, cần phải kiểm soát và luôn luôn quán chiếu từng việc mình đã làm, để sớm điều chỉnh cho thích hợp, nếu không cuộc sống sau này khó khăn, gian khổ cũng là do chính mình gây ra. Vậy nên, những lời nhục mạ, chê cười, phỉ báng ai đó trên mạng dù công khai hay nạc danh, tưởng rằng không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, nhưng thực ra chúng có hại không tưởng đấy nhé. Bạn từng gây chia rẽ gia đình người ta, thì bạn có sợ điều đó xảy ra với mình trong tương lai? Hãy xem có phải cuộc sống của bạn đầy khó khăn, nhiễu nhưng hoặc dễ vướng vào thị phi hay không, nếu có thì nguyên nhân ở việc hay bàn tán chuyện của người khác trên mạng đấy nhé. Một người có cuộc sống hạnh phúc sẽ không dễ dàng chỉ trích hay công khai chê bai ai đó trên mạng xã hội, dù sao họ cũng đang thể hiện một góc nhìn của mình, chứ không thể hiểu toàn bộ sự việc. Vì thế, hãy thận trọng hơn với bất cứ phát ngôn nào của mình, điều quan trọng là nên dành thời gian rỗi để học cách cải thiện các kỹ năng, nâng cấp cuộc sống. Khi bận rộn với những việc này bạn sẽ không có thời gian cho những việc vô bổ, ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Sẽ có lúc bạn cảm thấy bất công rằng mình tốt như thế, sao người ta lại đối xử không ra gì với mình, nhưng bạn đã từng tốt thì chẳng có gì bạn phải lo lắng cả. Lời Phật dạy về nghiệp báo cho chúng ta biết rằng,
Vận rủi không tự dưng được sinh ra, mà do con người tự chuốc lấy, thế nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng hãy là người tốt. Có như thế cuộc sống của mình mới thực sự bình yên, hạnh phúc. Sau này, dù rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, bạn nghĩ thế này cho nhẹ lòng, nghiệp của ai người ấy chịu. Nếu chồng phản bội bạn ư, tức là họ tự chịu nghiệp của họ, của một kẻ phản bội, còn bạn không làm điều gì xấu thì chẳng có gì phải nghĩ ngợi. Vậy nên chẳng phải ngồi đó mà lo sợ một ngày mình bị cắm sừng, thay vào đó hãy học cách đối xử tốt với mọi người. Nếu bạn trao nhầm trái tim cho một kẻ không xứng đáng ư, họ tự chịu nghiệp của một kẻ không ra gì. Không may mang thai với kẻ đó chắc bạn cảm thấy đau đớn, uất hận lắm, nhưng nếu bạn bỏ cái thai nghĩa là bạn đang gieo cá nhân của quả báo giết người. Nếu ai đó gieo rắc thị phi, buộc tội bạn, thì dù họ có trốn đi đâu, cũng vẫn sẽ phải tự chịu họa của một kẻ đi gieo tiếng xấu cho người khác. Còn bạn không hề là kẻ xấu như họ nói, thì cũng chẳng phải chịu điều tương tự, cho đến khi bạn quay sang trả thù, chê bai họ cho bõ tức. Vì thế, thay vì để ý quá nhiều tới người khác đang làm gì cho mình, đang nói gì về mình, thì học cách kiểm soát tốt hơn lời mình nói ra, hành động mình gây ra bạn nhé. Trong cuộc sống này luôn ý thức phải gieo hạt giống thiện thì sẽ gặt được quả thiện, còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì sẽ bị quả bất thiện chi phối. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.